Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái bài thuốc từ cái lá đinh năng này nhé. Lá đinh năng này thì nó có cái tác dụng là lợi sữa. Uống ngay nước lá đinh năng. Còn cái củ đinh năng này các bạn biết là nó quý như là nhân sâm ấy, cái nó có nhiều tác dụng, nó tốt như nhân sâm ấy, người ta hay dùng để ngâm rượu ấy. Nhưng mà nhiều khi ngâm rượu mọi người không biết, mọi người cứ bảo là củ đinh năng càng để lâu thì càng tốt, nhưng thực ra cây đinh năng ấy thì cứ tầm 5 tượng 5 đến 7 năm là những cái thời gian đấy là củ đinh năng nó sẽ là ngon nhất. Còn già quá thì nó sẽ lão hóa cây ấy, thì nó cũng sẽ không tốt đấy, bằng những cái củ mà từ 5 đến 7 năm. Còn bây giờ hôm nay mình chia sẻ cái bài thuốc từ cái lá đinh năng này, nó rất là lợi sữa. Các bạn dùng cho mình một lắm đinh năng khoảng 150 g. Các bạn đi đun ngập nước khoảng 200 ml nước và đun khoảng 5 đến 10 phút. Rồi sau đó các bạn chắt lấy cái nước đấy đi, thì các bạn uống uống liên tục từ 2 đến 3 ngày, nó sẽ rất là lợi sữa và đặc biệt là nó tránh để tắc tia sữa nhá. Bây giờ mình sẽ đi rửa thật sạch và mình đun để lấy nước nhé. Lá đinh năng rửa sạch thì bây giờ các bạn đun khoảng 200 ml nước. Khi nước nó sôi thì cho lá đinh năng vào để mình đun nhé. Các bạn lưu ý là uống cái này thì các bạn uống liên tục trong ngày, nhưng mà uống xen kẽ với nước nhé, nhưng không uống cái này thay thế nước lọc thông thường được nhé. Và chỉ cần uống từ 2 đến 3 ngày là nó sẽ giúp chúng ta giảm cái tình trạng tắc tia sữa rất là hiệu quả. Hoặc là các bạn dùng cái lá đinh năng này với lá đinh năng với cả rau diếp cá ấy, các bạn rửa sạch, các bạn giã lại với nhau, và mình chỉ dùng cái lá đinh năng bánh tẻ thôi. Sau đó mình sẽ giã và sau mình sẽ đắp lên cái phần bầu ngực mà bị tắc tia ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta thông thoáng tia sữa và nó sẽ tiết ra sữa, nó không bị tắc nữa. Sủi nước lên cho các bạn, cho vào các bạn đun và các bạn đảo đi nhé. Các bạn cũng có thể dùng cái lá đinh năng này nấu thành các món ăn nhé. Vì sao mà lá đinh năng này nó giúp tắc tia sữa là vì lá đinh năng có vị đắng này, hơi ngọt này và có tính mát. Nhờ đặc tính này mà nhiều người sử dụng nó là làm thuốc cảm sốt, mụn nhọt, sưng tấy, đau khớp ấy. Đấy, nghĩa là khi mà chúng ta bị sưng tấy trước cứ dùng cái này này. Nhất là khi mà tắc tia sữa thì chúng ta dùng cái này thì nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Nhớ là ngoài cái nước uống nước này ra, chúng ta có thể dùng để đắp lên nhé, bầu ngực nhé. Nó sôi khoảng 5 phút thôi, đảo đều lên nó sôi khoảng 5 phút. Các bạn có thể đậy vung một lúc hoặc là cứ chỉ có đảo khoảng 5 phút, nhiều là 10 phút. Sau đó mình uống chất lấy cái nước này, mình uống uống liên tục trong ngày, nhưng mà xen kẽ với uống nước thông thường nhé, không thay được nước đâu nhé, vẫn phải uống nước bình thường. Và khi nếu mà các bạn muốn đun tiếp thì các bạn lại bỏ cái lá này ra, bỏ cái nước này đi, và các bạn uống hết cái nước này rồi các bạn lại cho thêm nước vào, các bạn đun tiếp ấy, để uống nước lần hai nhé. Các bạn có thể dùng cách ngoài cái lá đinh năng này để làm thuốc ra, nấu ăn cũng rất là tốt, nấu với thịt, nấu với xương các thứ thì ăn cũng rất là ngon ấy. Hoặc là mà lại bổ lại tốt cho sức khỏe, hoặc là các bạn có thể dùng cái lá đinh năng này, các bạn phơi khô đi, sao thành uống nước trà hàng ngày. Và hoặc là các bạn dùng cái lá này phơi khô đi, các bạn nhét vào vỏ gối, chúng ta thành cái vỏ gối lá đinh năng rất là tốt. Rồi khi mình đun xong ấy, mình chất lấy cái nước này uống là được nhé. Đun từ 5 đến 10 phút nhé. Thường thường chỉ cần đun khoảng 5 phút thôi. Rồi bây giờ mình cái mùi rất là thơm như mùi nhân sâm ấy. Đấy là cái công dụng để tác chữa tác tia sữa từ cái lá đinh năng nhé. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.